Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Video nhanh báo giá xe Mazda 3 tại thị trường Bắc Ninh. Vì thật ra Mazda 3 có quá nhiều phiên bản và cũng có nhiều khách hàng hỏi em cập nhật giá bán chương trình khuyến mại tại thời điểm này trong tháng 4 tới của Mazda 3 các phiên bản tại thị trường Bắc Ninh, thì em cũng xin làm nhanh. Hiện nay thì với Mazda 3 sedan thì chúng ta có 5 phiên bản đang được bày bán nhé. Động cơ tùy chọn 1.5 hoặc 2.0. Phiên bản thấp nhất 1.5 Deluxe giá niêm yết là 669 triệu đồng. Chương trình khuyến mại hiện nay đang là 13 triệu đồng, mức giá bán thực tế 656 triệu đồng. Mazda 3 1.5 Luxury giá niêm yết 729 triệu đồng. Trong tháng này, Mazda 3 Bắc Ninh đang giảm từ 20 đến 25 triệu đồng và mức giá bán đang là 704 triệu đồng. Mazda 3 1.5 Premium 799 triệu đồng. Giá bán hiện nay chúng em đang giảm từ 15 đến 20 triệu tiền mặt và mức giá bán thực tế trong tháng đang là 1.779 triệu đồng. Ngoài ra, ba mẫu xe kể trên chúng sẽ được tặng kèm thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Phiên bản 2.0 Signature Luxury giá niêm yết là 799 triệu đồng và khuyến mại hiện nay trong tháng đang là 30 triệu đồng. Giá bán thực tế là 769 triệu đồng. Cao cấp nhất phiên bản 2.0 Signature Premium giá niêm yết 849 triệu đồng. Trong tháng này bên em đang giảm có chương trình đến ưu đãi 50 triệu đồng tiền mặt. Mức giá bán thực tế đang là 794 triệu đồng. Ngoài ra xe được tặng kèm thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tức là trong 5 phiên bản này chúng ta chỉ có duy nhất một phiên bản không được tặng bảo hiểm thân vỏ thôi, là phiên bản 2.0 Signature Luxury. Giá hiện nay cũng đang khá tốt mà ngoài ra chúng ta có những cả xe số VIN có thể từ 2020 với một giá ưu đãi hơn một chút. Quý anh chị có nhu cầu thì có thể tham khảo trực tiếp, liên hệ trực tiếp với em qua hotline được đính kèm trên màn hình để nhận được cái báo giá và chương trình khuyến mại sát nhất tại thời điểm mà anh chị đang theo dõi. Ngoài ra về phiên bản hai đầu chúng ta cũng có 5 phiên bản một đầu nhé. Mức giá niêm yết thì thay đổi hơn một chút khi một phiên bản thấp nhất chúng ta vẫn có mức niêm yết là 699 triệu đồng. Chương trình khuyến mại hiện nay thì sẽ không có giống như ở trên riêng với dòng hatchback đấy, thì chúng ta support thì chúng ta sẽ không có cái chương trình khuyến mại quá nhiều về bảo hiểm. Với những phiên bản cao cấp thì mức khuyến mại sẽ tốt hơn. Cụ thể trong 5 phiên bản thì 1.5 Deluxe hiện nay xe khá khan, chúng ta không có chương trình khuyến mại theo xe thời điểm này. Mức giá niêm yết 699 và giá bán thực tế cũng là 699 triệu đồng. 1.5 Luxury 774 triệu đồng, giảm giá 15 triệu đồng tiền mặt theo xe. Phiên bản 1.5 Premium 799 triệu đồng, khuyến mại 15 triệu đồng, ít hơn phiên bản sedan hai đầu 5 triệu nhé. Giá bán thực tế là 784 triệu đồng. Phiên bản 2.0 Signature Luxury thì bên em đang giảm 50 đến 55 triệu đồng. Giá bán loanh quanh khoảng 744 triệu đồng và phiên bản xe 2.0 Premium cũng có mức giá bán giống như trên phiên bản sedan hai đầu 794 triệu đồng, mức ưu đãi 50 đến 55 triệu đồng. Báo giá nhanh và chương trình khuyến mại tại thời điểm này của Mazda 3, các dòng Mazda 3. Thật ra Mazda 3 có đến 10 phiên bản cơ. Quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu và cần tư vấn xem xe trực tiếp để nắm được cái nhu cầu sử dụng xe cũng như là mục đích sử dụng, tư vấn lựa chọn sản phẩm, lắp thêm phụ kiện tốt nhất và phù hợp nhất với mình thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng để được tư vấn một cách 24/7 hoàn toàn miễn phí. Rồi, trên đây là video báo giá nhanh thôi chứ review 10 sản phẩm này thì chắc là phải mất một tiếng mất. Quý anh chị có nhu cầu làm về giá xe bất kỳ dòng xe nào có thể comment ở phía dưới giúp em để bên em liên tục cập nhật xe mới xe cũ cho quý anh chị đang theo dõi trên video. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.